chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẫu móc khóa hình chú mèo xinh xắn như thế này ha Mẫu này thì mình sẽ phối hai màu, một màu đen và trắng nè Đây là xung quanh phần thân ha Mình có nhồi gòn vào bên trong và trang trí những họa tiết mặt mèo khác nhau Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nữa ha Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy vào cái vòng tròn đầu tiên. Sau đó mình sẽ nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên Lưu ý khi đâm kim các bạn sẽ gút cho cái sợi len nó sát với đầu kim ha Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời Và để cho cái mũi dời của mình khi kết thúc nó không có bị điểm G mạnh ở đây Các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len lên một tí Sau đó mình sẽ gút thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 7 mũi móc đơn Tiếp tục móc lên một mũi móc xích 7 mũi đó tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai Vòng thứ hai móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho 6 chân còn lại. Chân thứ hai cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ tư tương tự cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn. Chân thứ sáu móc hai mũi móc đơn. Và chân thứ bảy là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi kết thúc được vòng móc thứ hai mình sẽ có tổng cộng là 14 mũi móc đơn ha. Tạo ra 14 chân cho vòng thứ ba. Tiếp tục kết thúc thì guốc cho mình cái sợi len sát với đầu kim nè. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này. Móc một mũi dời, và nhớ kéo sợi len lên sau đó mình kéo thật mạnh lại cho cái mũi dơ của mình nhỏ lại ha. Ta hoàn tất được vòng thứ hai. Móc lên một xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên thì chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha ta sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này cụm thứ hai nè một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc thứ hai tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc ta có cụm thứ ba cụm móc thứ bảy sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Khi hoàn tất được vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. buốt lại cho mũi giờ nhỏ lại. Và móc lên một mũi móc xích. Hàng móc thứ ba hoàn tất ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 21 mũi móc đơn. 21 mũi này tạo ra 21 chân cho vòng kế tiếp. Thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì hàng phía dưới của mình nè, ở đây mình có là một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Thì bây giờ mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ này lên một mũi. Các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân ha. Mũi đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Sau khi có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp rồi, chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở vòng này mình sẽ có cái cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ba chân móc cuối cùng cũng tạo ra một cụm cuối cùng ha hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân thì khi kết thúc cái vòng này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này tăng được 7 mũi ha tiếp tục kết thúc vòng nè quốc cho cái sợi len của mình sát với đầu kim sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời và rút lại cho mũi giờ nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích vòng thứ tư hoàn tất ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 28 mũi móc đơn tạo ra 28 chân cho vòng móc kế tiếp. Thì vòng móc kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ở đây mình có hai mũi mỗi chân, xen hai mũi cùng chân móc nè. Thì tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình lên ba mũi mỗi chân ha. Các bạn sẽ móc cho mình ba chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Được ba mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Như vậy là ở vòng móc thứ năm này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Mình cũng có tổng cộng là 7 cụm như thế này. Cụm thứ hai nè, 3 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai Sau khi đã hoàn tất được vòng móc thứ 5 mình cũng có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này, tăng được 7 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng thứ 5 ha. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là năm hàng móc này nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho phần mặt của mèo rồi nè. Mình sẽ dừng lại ở hàng móc này, sau đó mình sẽ móc cái phần tai ha. Để móc được phần tai, móc cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Và chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn. Sau khi được ba mũi móc đơn thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại thì mình sẽ có được ba chân móc của ba cái mũi mà mình tạo ở phía dưới nè. Thì ba chân móc này mình sẽ bỏ qua cái chân đầu tiên. Đâm kim vào chân thứ hai. Sau đó kéo lên qua chân móc. Trên kim được hai đường móc, tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba là chân cuối cùng ha. Kéo lên. Sau đó kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là mình đã chụm lại được thành một mũi ha. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ta được cái phần tay đầu tiên nè. Tiếp tục đến phần tay thứ hai. Từ tay này đến tay thứ hai đếm cho mình qua 7 mũi móc. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy và mình đâm kim vào mũi thứ 8. Sau đó các bạn đưa cho mình sợi len ra phía sau. Kéo cái sợi len này qua cái chân móc thứ 8 đó. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân thứ 8 đó tiếp tục móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào đây rồi mình tiếp tục móc làm một cái tay tương tự như vậy. Tức ta sẽ có 3 mũi móc đơn liên tiếp ha. Khi có được 3 mũi móc đơn liên tiếp rồi nè, các bạn nhớ nắm cái sợi len ngắn gút lại ha đây quốc lại cho cái mũi đầu tiên của mình nó sát lại sau đó ta quay ngược đầu móc lại lúc này mình cũng có ba chân móc thì mình cũng bỏ qua cái chân đầu tiên đâm kim vào chân thứ hai kéo len qua chân móc sau đó đâm kim vào chân cuối cùng kéo len và kéo qua ba chân chân kim móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là ta đã hoàn tất được mặt sau rồi ha Mặt sau thì các bạn sẽ cắt cho mình hai đầu len của phần tay luôn. Sau đó mình sẽ móc phần trước. Mặt trước thì các bạn cũng làm tương tự cho mình như mặt sau, nhưng mà đến cái tay thứ hai mình sẽ không cắt len mà các bạn sẽ móc trực tiếp luôn cho mình. Trước khi đi vào móc nẹp lại hai mặt lại với nhau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái mũi móc trước ha. Đầu tiên là mũi giao nhau. Mũi giao là cái mũi mình móc mũi móc đơn đầu tiên với cái mũi móc đơn thứ ba. Đây là hai cái mũi giao nè sau đó là hai chân móc của hai cái mũi móc đơn đó hai cái mũi móc đơn bên trên ha và tiếp tục sẽ là cái chân của mũi chậm ở bên trên là cái chân này ha đây là chân của mũi chậm nè đây thì khi nẹp mình sẽ để ý ở ba cái đường móc đó nha bên này cũng vậy nè ở đây mình có cái đường kết thúc của mũi có cái chân mũi dời thì các bạn có thể đâm kim vào chân mũi dời cũng được hoặc mình cũng có thể đâm kim vào cái điểm giao ha một trong hai chân thì tùy các bạn đâm kim nha sau đó ta sẽ ốp hai mặt trái của mặt sau và mặt trước lại với nhau nè, đây, mình sẽ ốp lại ha để cái mặt phải đó rồi ra bên ngoài. lúc này cái chân móc mà mình đang móc ở đây mình không cắt len nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi chậm là cái chân này nha. đồng thời đâm kim vào cái chân mũi chậm của cái phần tay tương thích với cái mặt sau nè, đây sẽ là chân mũi chậm của nó. sau đó các bạn móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Để mình có thể nhận biết được mũi móc các bạn có thể dùng cho mình kim đánh dấu Mình đánh dấu vào cái chân mũi móc đơn đầu tiên ha Hoặc là các bạn cũng có thể đánh dấu vào cái chân mà mình móc hai cái mũi móc đơn cùng đó Mình sẽ đánh dấu vào chân mình móc hai mũi móc đơn đó ha Sau đó tiếp tục là cái chân móc của cái mũi thứ ba ở phần tay bên này Mũi thứ ba nha và chân móc của cái mũi thứ ba ở phần tay phía sau hai chân móc này nó sẽ tương đương với nhau mình sẽ nẹp vào đây một mũi móc đơn tiếp tục sẽ là cái điểm giao điểm giao sẽ là cái chân móc ta móc mũi móc đơn thứ ba của mặt trước và chân móc ta móc mũi móc đơn thứ ba tức lúc này mình sẽ gặp cái mũi dời nè đây móc vào đây cho mình một mũi móc đơn khi mình đã nẹp được cái phần viền tay với bốn mũi móc đơn rồi nè hai mũi cùng chân móc sau đó là hai mũi móc đơn thì kế tiếp sẽ là những cái chân móc lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi ha móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn trước thì mình cũng nẹp hai chân móc song song với nhau nè ta có mũi móc đơn đầu tiên tiếp tục nẹp hai chân móc kế tiếp ta có mũi móc đơn thứ hai và tương tự ha mũi móc đơn thứ ba sau khi đã có được ba mũi móc đơn liên tiếp thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc cũng nẹp hai chân móc song song lại móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc mũi đầu tiên và mũi thứ hai lúc này từ cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình cụm móc ha cụm móc của mình sẽ là bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân tức là mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ theo cái vòng ở phía dưới nè cái vòng phần mặt trước và mặt sau của mình là ba mũi mỗi chân á thì bây giờ các bạn móc tiếp tục cho mình là bốn mũi mỗi chân ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi móc thứ tư. Khi đã có được 4 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc cho mình hai mũi cùng chân móc. Ta sẽ có được cái cụm đầu tiên ha. Các bạn sẽ móc cho mình cho liên tiếp được 3 cụm như thế này. sau khi đã hoàn tất được ba cụm liên tiếp thì còn lại ba chân móc cuối cùng thì ba chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn bằng với kích thước ba mũi bên này ha thế sẽ giúp cho cái phần đầu của mèo nó được cân đối hơn mình có ba mũi móc đơn vào ba chân rồi nè thì khi vừa móc theo công thức nè trừ hai tay ra ha mình có ba mũi móc đơn bên này sau đó là ba cụm bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì kế tiếp sẽ là 3 mũi. Nó sẽ giúp cho phần mặt của mình cân bằng hơn. Thì kế tiếp sẽ là điểm giao. Lúc này các bạn thấy chân móc mũi dời ha. Mình đâm kim vào chân mũi dời cũng được hoặc đâm kim vào chân mũi dao cũng được. Mũi dời nè. Sau đó đâm kim vào cái chân của cái mũi dao ở phía sau. Móc một mũi móc đơn. Kế tiếp sẽ là chân của cái mũi đầu tiên ở cái phần tai đầu tiên này. Và cái chân đầu tiên của cái hàng móc 3 mũi móc đơn ở cái phần tay sau ha. Hai chân tương đương móc vào mũi móc đơn. Và tiếp tục sẽ là cái chân của mũi chậm trên đỉnh là chân này ha. Khi móc thì nhớ giấu cho mình các cái sợi len thừa vào trong mũi móc luôn. Đây. Đối với cái phần đỉnh này để tạo điểm nhọn cho phần tay móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và cũng móc vào cái chân móc đó cho mình hai mũi móc đơn nữa tức là cái chân của cái phần đỉnh á, chân của mũi chậm á, mình sẽ móc được 4 mũi móc đơn. Ta sẽ có được một cái phần nhọn như thế này ha. Hai mũi móc đơn, sau đó là một xích và hai mũi móc đơn. Tạo được điểm nhọn rồi nè. Thì kế tiếp sẽ là chân móc thứ ba của cái phần tay này. Chân móc thứ ba của ba hàng mũi móc đơn á. Và chân móc thứ ba ở phía sau. Móc vào mũi móc đơn. Kế tiếp sẽ là điểm giao ha. Hai mặt móc vào mũi móc đơn ta nẹp lại được cái phần tay thứ hai rồi nè thì bây giờ các bạn còn lại cho mình 7 cái chân móc mà mình cách giữa hai tay á thì 7 chân này mình sẽ không móc theo công thức mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn và nhớ nẹp lại ha khi các bạn nẹp lại một đến hai mũi thì mình còn một cái khoảng trống nhỏ này mình sẽ tiến hành nhồi gòn vào bên trong cho cái phần mặt của mèo nó được phồng lên hơn ha khi đã đủ cái độ phòng rồi tiếp tục mình sẽ nẹp các cái chân móc tương ứng lại với nhau bằng các cái mũi móc đơn mình sẽ có mũi móc đơn thứ ba nè vào hai chân thứ ba ha của hai mặt trước và sau móc vào đây mũi móc đơn tiếp tục mũi thứ tư mũi thứ bảy nè sau khi đã nẹp được bảy mũi móc đơn vào bảy cái chân ở khoảng cách hai tay rồi thì bây giờ đến cái điểm giao điểm giao thì mình cũng đâm kim vào hai cái chân giao nhau móc vào mũi móc đơn và kế tiếp sẽ là cái chân của mũi đầu tiên ở hai tay cuối cùng sẽ là cái chân của mũi chậm ha thì chân của mũi chậm mình có đánh dấu ở đây rồi nè Ban đầu mình móc lên hai mũi móc đơn vào cùng chân móc đó rồi, thì tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và chân đó móc tiếp cho mình hai mũi móc đơn nữa. Để mình có được bốn mũi móc đơn ở cái phần đỉnh của tay ha. Để kết thúc thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiến hành dấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Đối với cái hàng mũi đơn mà mình vừa móc ở đây nè, nó đang còn mới cho nên nó hơi gấp ra phía trước ha các bạn sẽ canh chỉnh cho mình các cái mũi móc cho nó phẳng lại mình sẽ bẻ cho nó phẳng lại nè ở phía dưới cũng vậy ha bẻ lại thì cái mũi móc của mình nó sẽ đều hơn như vậy là ta hoàn tất được phần đầu của mèo rồi nè bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình khâu cái phần họa tiết ở trên ha sử dụng cho mình cái khoen móc khóa các bạn sẽ gỡ cho mình một đầu hở ra sau đó ta sẽ đưa cái đầu này vào cái chân móc nằm chính giữa của bảy mũi này. Chân móc nằm chính giữa sẽ là cái chân thứ tư ha. Sau đó mình sẽ khóa cái nút này lại. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái việc gắn cái khoen khóa vào nè. Từ cái vị trí của khoen khóa này mình sẽ tạo ra những cái phần râu ở bên dưới. Không có chỉ thì các bạn dùng cho mình cái sợi len màu đen ha. Sau đó mình sẽ tách lấy một sợi các bạn chỉ cần lấy một sợi thôi cho cái phần râu của mình nó được gọn hơn ha xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu nè sau đó mình sẽ quút một đầu lại để khi mà mình đâm vào trong nó không có bị tuột lên ha trước tiên là mình sẽ tạo cái gọng của phần kính trước từ cái chân móc mà mình đâm cái phần khoen vào các bạn giống cho mình thẳng xuống một hàng móc đây là chân móc mình đâm khoen ha một hàng nè, hàng viền nè, sau đó đến hàng này. Thì từ hàng này đâm qua cho mình hai chân móc, tức là cái chân này ha. Sau đó các bạn sẽ giấu cho mình sợi len từ bên trong ra bên ngoài và mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa chọn đó. Thì cái đầu len kia mình đã rút lại rồi, khi mà mình kéo á nó sẽ khó có bị tuột ra khỏi đây ha. Khi đã xác định được một điểm rồi nè thì tiếp tục từ đây mình cũng giống qua, giống thẳng xuống hai hàng móc và giống qua hai điểm bên này giống qua thì bên này cũng phải giống qua hai chân ha sau đó đâm kim vào đây từ đây mình sẽ giống đầu kim xuống một hàng móc và vào chân móc nằm chính giữa thì cái chân móc nằm chính giữa này nó sẽ là cái chân móc thẳng hàng với cái phần khoen mà mình luôn á ba mũi này thì đâm kim xuống đây ha là mũi thứ tư sau đó sẽ chọn hai cái chân móc ở hai bên đối xứng với lại cái mũi mà mình vừa đâm từ phần đỉnh của mũi thì mình sẽ đếm qua ba chân móc đỉnh của mũi nè đếm qua ba chân một hai ba mình sẽ chọn cái chân móc từ đỉnh đó mình đâm qua cái chân thứ ba này và từ đây mình sẽ tạo ba cái sợi râu ha sợi râu thì các bạn sẽ chọn cho mình ở cái hàng móc phía trên nha Đã cũng làm tương tự cho ba cái sợi rau còn lại cũng đếm qua cái chân móc thứ ba nè tính từ cái phần đỉnh này và mình sẽ đâm kim vào cái chân thứ ba này và tiếp tục tạo ba sợi rau tương tự như ba sợi rau bên kia ha Hoàn tất rồi thì giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc và cắt len. Ta sẽ có được các cái họa tiết trang trí như thế này. Sử dụng cho mình một tấm xốp nỉ cắt hai cái hình vuông nhỏ. Mình sẽ cắt ra làm hai hình vuông nhỏ ha. Sau đó các bạn sẽ bo tròn lại cho mình để tạo cái phần kính. Sử dụng cho mình keo chuyên dụng để mình đính cái phần kính này qua hai bên cái gọng mà mình tạo đầu tiên á sau đó các bạn sử dụng cho mình phấn hoặc là sử dụng son cũng được mình sẽ tô cho cái phần tai cũng như là ở cái phần ria mép ha ta sẽ hoàn tất được một cái chú mèo xinh xắn như thế này ngoài trang trí chú mèo này các bạn cũng có thể trang trí cho mình cái họa tiết chú mèo đen như thế này và mình sẽ bôi phấn trắng ha như vậy là mình vừa hoàn tất xong được hai cái mẫu á, móc gắn chìa khóa hình chú mèo xinh xắn như thế này khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công